Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một chiếc đồng hồ tôi nghĩ là khá hot trong 3 đến 4 năm trở lại đây. Đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe và thuộc bộ sưu tập Nautilus mang mã hiệu 5712-A. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái đặc điểm, đó chính là chiếc đồng hồ này thì có lớp vỏ hoàn toàn bằng thép. Và nó có giá thì có thể là nói là rất nhiều chiếc đồng hồ vàng hoặc là kim loại quý khác không thể so sánh bằng. Và tại sao lại có cái điều như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video clip này các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nói về một chút về lịch sử ra đời của 5712 và cái hiện trạng của cái tình trạng mà nhu cầu của 5712-1A hiện nay. Thì như chúng ta đã biết, Patek Philippe Nautilus luôn luôn là một bộ sưu tập mà được rất nhiều người chơi săn đón, nhất là trong 3 năm trở lại đây. Thì 5712-1A thì tôi tạm nói là 5712 thép các bạn nhé, luôn nằm trong top những mẫu đồng hồ có thể khó mua nhất từ những cái AD, những cái cửa hàng phân phối chính hãng. Thì nếu mà các bạn có cái hy vọng tìm mua chiếc 5712-1A này thì chắc hẳn là các bạn sẽ phải đợi rất lâu, hoặc là các bạn có một mối quan hệ khá là khủng khiếp thì để mua được với cái mức giá hãng niêm yết. Tuy nhiên là nếu như bạn cần gấp, hoặc là các bạn muốn đeo trong chỉ một đến, các bạn cần trong 1 đến 2 tháng thì bắt buộc là chúng ta phải mua ở một cái thị trường thứ cấp, thị trường phân phối lại. Và tại sao cái giá ở thị trường phân phối lại có cái mức giá cao gấp đôi, thậm chí là hơn gấp đôi mức giá hãng, thì các bạn hãy nhìn nhận ở một số điểm, một số vấn đề sau. Thứ nhất, Patek Nautilus ra đời để kỷ niệm. Nói về lịch sử thì Nautilus 5712A ra đời nhân dịp kỷ niệm thứ 30 bộ sưu tập Nautilus vào năm 2006. Và Nautilus này thì chính thức đã làm cho cái model trước đó 3712-1A đã dừng sản xuất, mặc dù là chỉ trong vòng có 1 năm thôi, từ 2005 đến 2006, cái phiên bản người tiền nhiệm của 5712-1A. Như các bạn nhìn thấy ở trên video này thì 5712 thép có thể nói là tích hợp rất nhiều cái tính năng hữu dụng trên mặt số, như là thời lượng cót này, ngày này, lịch tuần trăng này, biển lịch tuần trăng rất là điểm nhấn này, và kể cả là kim dây nhỏ ở góc 4 giờ đến 3 giờ đến 5 giờ. Ngoài ra ấy, thì mặt số chiếc đồng hồ này có một cái điểm rất là đặc biệt như các bạn đang nhìn thấy, đó chính là một cái màu chuyển sắc, đó là đen, xanh và xám đậm khi ở tùy từng cái ánh sáng khác nhau. Đây là một cái cách làm của những cái thương hiệu top đầu, có thể kể đến là AP hay là Patek với những cái dòng đồng hồ thể thao của họ. Các bạn nhìn chiếc đồng hồ thì có lẽ là rất là phức tạp như thế này. Tuy nhiên là độ dày của nó chỉ dày hơn phiên bản phổ thông, phiên bản Classic 5711 một chút mà thôi. Như cái thông số của 5711 ấy, độ dày là 8,3mm, thì chiếc 5712 này thì chỉ có 8,52mm mà thôi các bạn ạ. Thông số này thì được lấy như theo thông số của hãng niêm yết ở trên website của họ. Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về thiết kế cũng như là về độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Thì có thể nói là cái vỏ khung, cái lớp vỏ của chiếc Nautilus này phải nói là nó là iconic của Nautilus rồi, thế nên là tôi cũng không bàn cãi nữa. Tuy nhiên là chúng ta hãy nhìn vào những cái đường vắt cạnh 45 độ nó ở trên vành bezel, thì nó đánh bóng rất là đẹp, và ở phía phần trên, thân trên của vành bezel thì được chảy xước mịn, gọi là brush đây các bạn, chảy xước mịn. Chúng ta có thể nhìn sang hai phần phần thân bên phải và bên trái, thì cái phần bảo vệ núm thì cũng được hoàn thiện là xước mờ đó. Và tiếp nối với cả đó là một bộ dây đeo bằng kim loại được hoàn thiện rất là đẹp. Mà tôi phải nói là trước đây thì Gia Bảo đã có cơ hội review chi tiết những chiếc 5712 vỏ vàng và dây da. Tuy nhiên là lần này thì chúng tôi mới có cái điều kiện để review chi tiết hơn một chiếc 5712 dây vỏ thép. Thì thực tế ra mà nói, tại sao mà Nautilus dây vỏ thép có giá đáng giá đến như vậy, thì tôi nghĩ là một phần nó đến từ bộ dây rất là đẹp mắt này nữa các bạn ạ.
thì như các bạn đang thấy, các cái mối nối hình chữ H này được mài xước này rất là tỉ mỉ và kỳ công. Và ở giữa các cái mối nối chữ H đó để kết nối các cái mắt lại với nhau, các cái link lại với nhau, thì là một cái mắt hình chữ nhật được đánh bóng, nên nó tạo ra một cái độ tương phản. Và khi chúng ta đeo trên tay, chúng ta chỉ cần xoay cổ tay thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là nó rất là thú vị. Khóa của bộ dây này thì cũng rất là tinh tế, với một cái logo hoa thị nhỏ, và nó là thuộc dạng khóa bướm đó. Chúng ta mở cái logo này ra sẽ bung ra, đó là dạng khóa của chiếc Nautilus 5712 này. Rồi sau khi xong với lớp vỏ thì chúng ta hãy tập trung nhìn chi tiết hơn về mặt số của chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Thì chúng ta có thể nhìn thấy mặt số là cái điểm ấn tượng, theo tôi là ấn tượng nhất với rất nhiều người đam mê và yêu thích đồng hồ đó. Thì như các bạn đang thấy được này, 5712 1A-1A thì có một cái mặt số đánh giá mặc dù là phức tạp nhưng khá là dễ nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ, vì các cái chức năng phụ được sắp xếp khá là tinh tế, khiến nó không bị chồng lên nhau và bị rối mắt như một số cái chiếc đồng hồ khác. Có thể kể đến đó chính là bộ báo năng lượng này ở góc 9 đến 11 giờ. Thì mặc dù là nó cũng khá là điểm nhấn với bốn cái chấm đỏ, xong rồi đến 12 này, 24, 36, 48, thì bốn cái chấm đỏ này dù nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn trên cái đồng hồ báo năng lượng này. Lịch tuần trăng đó là một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời. Ở bất kỳ một chiếc đồng hồ nào nếu có lịch tuần trăng thì nó sẽ làm chiếc đồng hồ nhìn trông nó mang tính nghệ thuật, nó mang tính mỹ miều hơn. Và chiếc 5712 này cũng vậy. Với rất nhiều người yêu thích sự thuần khiết thì họ sẽ lựa chọn 5711. Tuy nhiên là với những người mà không muốn một chiếc đồng hồ quá đơn giản thì họ sẽ thích 5712 hơn 5711. Về tính thẩm mỹ hay là nhu cầu thì tôi sẽ không bàn đến ở đây. Ở cái đồng hồ mà hiển thị lịch tuần trăng này thì chúng ta sẽ thấy ở phía bên ngoài nó sẽ còn có một cái vòng tròn lịch nữa, và chúng ta sẽ hiển thị ngoài cái lịch âm và ngoài cái lịch âm lịch tuần trăng thì chúng ta sẽ còn có thể hiển thị lịch dương, lịch ngày bình thường nữa các bạn ạ. Đó. Và ngày số 1 thì cũng được khởi đầu của tháng thì cũng được điểm nhấn bằng màu đỏ thay vì các cái ngày khác được làm là màu trắng. Rồi, ở phía bên cạnh đồng hồ đó thì chúng ta sẽ thấy được một đồng hồ nhỏ với kim dây. Kim dây này thì gọi là kim dây mini second, kim dây dạng nhỏ, không bị chiếm quá nhiều diện tích, và nó cũng khiến chiếc đồng hồ luôn luôn có chuyển động trên mặt số, nên là chúng ta dễ dàng có thể quan sát và nhìn mặt số đồng hồ, nó không bị nhàm chán. Mặt số đồng hồ giống như tôi đã nói từ ban đầu là nó có cái khả năng chuyển sắc. Ở phía bên trong thì là màu xanh, ở phía ngoài lan ra ngoài thì đôi khi là màu đen, thậm chí là màu xám đậm. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cũng sẽ thấy được là ở các góc nhìn khác nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn mặt số là màu đen. Và chúng ta hãy đánh giá cỗ máy của chiếc Nautilus 5712A này các bạn nhé. Thì cỗ máy này thì nó không giống như chiếc 5711, đó là một cỗ máy rotor lớn 324. Thì cỗ máy của chiếc đồng hồ này là một cỗ máy tự động truyền thống rất là lâu năm rồi của Patek, đó là cỗ máy 240PS với rotor khuy áo, rotor nhỏ, mini rotor bằng vàng 22 carat. Bộ máy này thì được cấu tạo nên từ 265 chi tiết và 29 chân kính được quan sát thông qua cái lớp đáy kính sapphire phía đằng sau mặt đáy của chiếc đồng hồ này. Rất là khác với rất nhiều cái thương hiệu đồng hồ cao cấp khác, ví dụ như Alain & John này, thì Patek không sử dụng đinh ốc xanh cho cỗ máy đồng hồ của mình, và họ luôn luôn sử dụng đinh ốc nguyên bản chất thép cho cái bộ máy đồng hồ 240 này. Bộ máy đồng hồ chỉ dày có 3.98mm và góp phần cho cả chiếc đồng hồ dày chỉ 8.52mm. Khi đeo chiếc đồng hồ dây thép này lên thì tôi đảm bảo các bạn là các bạn cũng phải trầm trồ rằng wow, nhiều chức năng và nó vô cùng mỏng. Và như các bạn đang thấy ở bộ máy này thì có một cái, đó chính là cái dấu PP. Cái dấu này nó giống như là một cái kiểm định, một cái chứng nhận của PP, thay vì cái dấu Genève trước đây là dùng chung với rất nhiều thương hiệu khác, nó là một cái kiểm định chung, thì Patek từ năm 2009 họ đã ra con dấu này và họ kiểm định không phải là mỗi một bộ máy như cái con dấu Genève, mà họ kiểm định có nghĩa là toàn bộ
cỗ máy này, vỏ khung này, dây đeo và tất cả, gần như là tất cả, cả một cái đồng hồ hoàn thiện, tất cả những cái phần đó đều phải đảm bảo chất lượng rất là nghiêm ngặt từ nhà sản xuất. Ví dụ là bộ máy phải đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng, phải có một cái sai số chỉ trong cộng trừ 2 đến 3 giây một ngày mà thôi. Và các cái cầu nối này, các cái khay này, các cái từng cái chi tiết thì đều phải được vắt cạnh và đánh bóng. Có nghĩa là tất cả từng chi tiết từ nhỏ đến lớn thì đều phải hoàn thiện, phải có hoàn thiện để tăng cái tính thẩm mỹ hơn. Ví dụ như là kỹ thuật vắt cạnh này, đánh bóng này, các cái tấm khung phải có vân Coach de Genève mà xếp chồng lên nhau, những cái vân trò xoáy tròn. Và đây là cuối của video này rồi, thì các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc đồng hồ Nautilus 5712 dây vỏ thép này? Và nếu được chọn thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ 5712 dây vỏ thép hay là chiếc đồng hồ 5712 vỏ vàng hồng và dây da? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho chúng tôi biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.